đỉnh núi hợp hoang, những con đường núi ngoằn ngoèo, biển mây tráng lệ và cả bầu trời sao lấp lánh trong đêm. Những cảnh đẹp kỳ vĩ và tuyệt sắc của Đài Loan dưới ống kính của Phùng Nghiệp Huy, một du học sinh người Malaysia tại Đài Loan, đã trở nên sống động và lộng lẫy với hiệu ứng tour nhanh đầy thú vị. Phùng Nghiệp Huy nói, tôi đã thực hiện với suy nghĩ trước khi rời khỏi Đài Loan, mình có thể mang lại gì cho Đài Loan. Hy vọng là tác phẩm này không chỉ là tác phẩm nổi lên nhất thời, mà còn có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Đài Loan. Phùng Nghiệp Huy năm nay chỉ mới 23 tuổi. Lần đầu tiếp xúc với nhiếp ảnh là vào năm 19 tuổi. Đi khắp nơi ở Đài Loan suốt 4 năm để hoàn thành tác phẩm. Cậu sinh viên người Malaysia này đã lên núi học hoang đến 150 lần, 3 lần đi Hoa Liên để chụp ảnh biển hoa Kim Châm. Gặp biết bao trở ngại, nhưng cũng đồng thời mang đến cho anh nhiều kinh nghiệm đáng nhớ. Phùng Nghiệp Huy nói, có một lần ở trên núi Hợp Hoang, anh còn gặp phải loài chiếc Siberia, và bữa tối duy nhất của anh đã bị con chiếc Siberia này giành đi mất. Ngoài ra Phùng Nghiệp Huy cũng cho biết, ban đầu tỷ lệ thất bại lên đến 70%, nhưng cũng may là bản thân không bỏ cuộc, nên mới có thể giúp mang vẻ đẹp của Đài Loan giới thiệu cho nhiều người hơn nữa. Tiếp theo Phùng Nghiệp Huy dự định sẽ dừng chân ở New Zealand, và hứa hẹn cũng sẽ dùng cách riêng của mình để ghi lại cảnh sắc tuyệt vời của đất nước xinh đẹp này.